anh Tomorrow ơi. Rồi nè, những người, những bông hoa của đoàn Bình Dương nha. Đây chuẩn bị lên lên cano đi ra đảo nha cả nhà, đi ra Kỳ Co. Hello cả nhà nhiều. Một chuyến du lịch Kỳ Co eo gió Kỳ Co của thành phố Bình Dương. Hello Nguyễn Hiền. Đây ngồi đi. Đây là gia đình của anh Phát Hegeri, bỏ nón vô vô túi đi, hay gớt điện thoại giờ. Đây. Thưởng đúng là chuyến du lịch luôn á, vậy mà học dở nữa, nó chết luôn. Biển chiều trời hơi có mưa nha, có mây có mưa cả nhà ơi. À, còn like gì like đi. Rồi theo dõi hành trình với mình nha cả nhà. Đây phía trước còn hai ghế sau lưng nè cả nhà ơi. Trời, gia đình ta mà chứ. Gia đình toàn là cam không nha cả nhà. Tài đường bộ gặp tài công đường biển là chết chắc. Không có dám nói gì luôn. Rồi ok, quay nó lại sau lưng. Quay nó lại sau lưng á. Đây. Hành trình của tàu đây nha cả nhà ơi. Tôi đứng đây tôi like được mà đúng không? Cả nó ấy được tôi nhảy rồi sao? Đây. Dứt phát nha cả nhà ơi. Con đừng có lên xa quá là con lên được đâu. Sống cũng im mà đúng không? Hello Nguyễn Sang, anh tới. Bông hoa của núi rừng Bình Dương á. Đây nha cả nhà. Đi du lịch ở Bình Định á, Nguyễn Sang ơi. Thank you.
qua chứ, trời qua chứ. Biển này yên lặng. Đây là kỳ co vậy cả nhà. Sống quá sống rồi cả nhà. Thấy anh Phát Hi. Wow. Hey, chào tí rồi cả nhà ơi. Anh Phát Hi cơ đi anh Phát. Oh!
mình đã lên tới trên bon chơi luôn. Đây, cả nhà thấy không? Đây một khu nghỉ dưỡng quá đẹp luôn. Eo gió và biển Kỳ Co nha. Nó cũng gần giống ra cái vịnh của hàng Cởi áo phao trở lại hết đi anh chị ơi. Cả nhà thấy không? Thấy trên đó xe đang di chuyển xuống không? Ôi trời. Đây. Tàu đã cập cảng nha cả nhà ơi. Đây, chuẩn bị lên. Hello Bo. Được chưa? Sóng biển nhiều lắm nha cả nhà. Lên con nhảy vô. Biết. Vô vô. Đây, tài xế. Hello cả nhà, đây quá đông luôn. Tàu tấp nập chuẩn bị đi. Cái xuất cái đi từ lưa cả nhà. Đây, cả nhà thấy mọi người ta vô đây ta lặn san hô rồi cả nhà. Nước biển trong lắm rồi cả nhà, thấy đáy luôn, thấy không? Mà con quan trọng con đó con gì vậy cha? Con hào. Mấy con ốc, mấy hào động bu á. Sống dữ lắm cả nhà, bước lên đây con. Rồi cả nhà có rảnh thì theo mình nha. Đây. Anh Phát Hikari đâu nè. Chào cả nhà cái đi, đỏ luôn rồi. Quá đẹp luôn cả nhà. Bình thường nếu mà mình tắm là nhảy bình thường, tại cha không có tắm. Mình ngắm thôi, ngày mai về nhà, về gần đá đĩa thắm. Rồi đoàn mình lên là chưa có hoàn hồn, giờ còn đang đứng ở dưới này lơ ngơ nè. Đó, người đẹp Tân Định. Trưởng đoàn. Mình đi hả? Gia đình mình đi lên hả? Rồi gia đình mình đi nè, có anh hướng dẫn viên đây rồi. Giờ lên làm gì? Lên đây là chỉ tham quan tắm. Rồi còn sân hô mình muốn về sân hô thì bãi biển rất đẹp nha cả nhà ơi. Hello. Hello cả nhà nha. Thôi giờ mình offline nha cả nhà.